trao về lưỡi năng chẳng cao thì đập bay chùm lại cho lòng để nhóm ai nắc khơi lạc lạc vậy thì mỗi rương côn nằm lại thì bì rương ca thuốc rong lôi cạ thì bay rương chỉ vật phơ phết thì buôn rương ca sẩm ra chất ca ca áo nằm lại ca đọc sài bánh ở hà rung kia ấy cái lòng mà để giúp mà vậy cái lòng mà này rương rương ở tây cả ca rương ấy cả ông nó cứ sắt tài rương tài ắt vẽ con chủ mối đường lối ắt vẽ con chủ mối đường thần nã tu đi bon xạ thằng ông trong thằng mà nó tài việc vẽ con tài chủ mối đường cả ta chết là xa rồi cả ta thằng khnông nút ta phần ai để khi ông prà phía xa phải chạy cái tên nó như hai thằng côn nằm lại đường anh chẳng tức khi ông tay để mở sân chịu tu sân nặng rước cô ca để hiệp chỗ chơi rồi bọc nhom để khi ông mình đồng đã tăng vị trí năm chú chân nằm hơi nắng nó khi ông tay đền như vậy thà ta sẽ cái đây sóc nâng lôi mùi nào thành thang chiêng á và hơi hiện cho đá anh tay tay chưa được mùi ọt mùi bàn tay ở với đá việt trời bằng phót nốt cư thà tèm pi nó cứ sẽ là sẵn khăn là vì miền đây thà nó không nông chỉ vật cú miền sẽ cái đây sóc sẽ phải một có sẵn khăn và sẽ cái đây sóc sẽ phải một có sẵn khăn lưới có sẵn khăn và chẳng biết sầm khăn tầm bây giờ ai tham miền môi ăn môi bán này bàn tay cà rôm nơ rồi bao mình ốp hiện trang còn lòng màu ai bắt đầu từ lờ môi ăn môi từ phơi ao mình complete đó mình bình lĩnh mình bình lẹ cả nè và cà na mình bình lẹ cả nè mình cướp giang để giờ từ tua ban chẳng biết khoa với mình nhá chìm xét bờ sân chỉ khoa khát khoa nơ ở với đại chia cả ta nên nên tầm lấy cốt tầm lấy rồi bao nhiêu phía khi nào mà nè phía khi nút tay để nâng không nâng xoay xoay từ rồi cái chân quạt nâng bọc bằng môi tầm bây từ rồi môi bị rốt từ bốn kịch hà này khác từ bốn kịch hà lùi chân không xoay xoay từ rồi lùi và nó đập bị ban lùi mà chân anh thấy nâng hổ mơ khơi nhá đứt mẹn lùi mẹn lùi viết thở miên ấy tiết viết thở miên dịch đây sẽ lạnh ca ai đầm lái ca từ tua xoa dịch đây đâm côn ca cửa rốt phép xa mọt trăng hơi nâng ở với đại dương ruột nơi chủ mối kia dương miên ở rắm lo chủ mối nâng kia với ai vì bẹ con thở nó vì mệt lôi vì mệt lôi chứ quật tay ca vô chỗ rắm là bao nhiêu phiền chán tay tập đạo lên lôi trong chưa tha nơi không sùng cung là bao dương phiền chán cứ bắt đầu từ lên lôi và hái cung chỗ rắm tha lôi mà sầm khăn và tay này bộ dương tay tại ao phiền sầm khăn từ lừa đường dịch đây sốc dịch đây lại làm cô phòng này chẳng nơi bên đại dương co sang chỉ vật cu chủ mối kia dương không xoa xoay thua ca hấp nơi tranh bị te tơ bật bật lấm tranh bật lục trôi tơ tam khẹt bay kia ca hơi nó bay kia đập bay tàu họ lôi bắn tay dương complex ha ta ở quấy đại chia dương hai ha cô đau chịu vật đò sầm khăn sinh nhập dương nó cứ ấy kì nơi không ca để dương không tàu họ lôi nó cứ đập bay sẽ làm cô mến là đập bay sẽ đây sóc chịu vật cu mến chẳng cho hai đấy bàn dương mình khổm rùm nơi enjoy riêng chỉ mỗi nâng sự phép một cô chỉ vật cu nâng nơi tam tầm nào lâu tờ hổ lôi nâng phong này tới nó khi chỉ cô ca để không chạy của nó mà cùng trăm đo miên lối bàn mà co sang sẽ đây sự phép một cô không chỉ vật cu ai hộp bế là bao hồ nâng ai hộp bế là bà chắc không vậy mà sáng tiết hạt cùng trăm đo bê miên lối chạm mà co sang sẽ đây sọc rồi sự phép một cô chỉ vật cu nó cùng trăm đó cứ dương co sáng chỉ vật cú sẽ gây sọc được việc cú nữa không chỉ vật phải trăm thế ngay không đầm ná chú bước từ rọc lôi và bộ dương và can cô ca nó tăng vị trăm thì môi máu cứ không cô đau tập cứ bộ dương sầm rách ở ban môn kề sầm rách ở ban môn kề cô đau thông môi kề môn kề nó cứ sẽ gây sọc chúng ta mẹ thầm nó bộ dương đã năng ti môi thật là sầm rách ở năng môn kề mà và cái đó vì sầm rách ở cô đau năng môn hơi lời này dương phụ dương nó nơi không đầm ná từ rộp lùi chùm mùi kia bọn mà nó toàn là vậy nếu không chẳng vậy bọn mà nó toàn là vậy không chẳng vậy phụ dương xâm rạch cô đau nó ngay cô đau thì mùi nó cứ hướng sẽ cái đây sốc sụp hẹo một cô chùm mùi kia nó ai mà hai mùi kia hoàng ái dương xâm rạch nó ngay còn 4 năm trong tình nia thà nếu phụ dương fulfill dương pinh dương hoàng ái nó dương ruột nơi không sẽ cái đây sọc nó ngay hai bộ dương cầm bông tay cắn tay kia xoay xoay từ rồi lôi quả ngày nâng chân lôi sầm lập lôi bộ dương toàn chụp chơi bao phần ở nơi dương chụp chơi dương nơi chụp bẹt thì nơi kia chi vào cam và đá chơi chi vào cam bia lang cho
cứ dương cổ bông tay chuột bị bắt hay là thộ đôi bọc ôn đằng kia cổ bông tay chuột được nghĩa này à nó cứ dương vậy bọc ôn nghĩa vô cứ thà cứ dương cổ bông tay sẽ thắt nước non phơi từ chỗ mũi kia và quát ở quay để quát phơi đầm bay ro lôi ở quay để khi phơi đầm bay ro lôi ở chi và cam lấy ấy tỏ nó cứ dương từ bàn tay tam phơi từ nó cứ dương đi đi nước non à tùm nẹt tùm nón chỉ vật cu bao dương dương miên sạch đây sóc dương miên sạch hạ một cô là nó dương tơ á ai thà về bao phôn sửa sao thà ai thà dương nâng dương mình miên lôi rọc rồi liên rồi lá thế nó chỉ vật nâng mình miên lôi rọc liên rọc sập liên rồi rọc rồi liên rồi lá ai mình đi văn tế sạch đây sóc chỉ vật cú dương miên tăng tí chứ năm tổng bốn ta rằng dương chuộc khi máu pinh ti tay mà đông chẳng dương miên tay mà đông bà háo dương nom khía ruột nơi khnông xịt đây sóc sụp hẹp một cô lắm trong đồng nào chúa từ rộp lùi cho mùi khía quan tái bà sân á chìa à nó về lớn tu sản ạ rồi bà bong phô nọ khía riêng riêng khuôn thà từ hổ lùi hói bàn mò hổ sụp hẹp một cô rưu mùi cổ tèng pi nó prom khía tơ cho mùi khía vì nơi lưu mùi nào muốn à nó vì chỉ là bay lên chỉ vất bà phô lên mùi lên nhà mách đại dương ai xâm rạch à cô đau năng và chắc đi bọn phôn là lượng lao mà chứ còn lượng lao mà chứ thà còn miên ấy cột da còn miên lôi miên ấy còn ăn miên phèo côi thì bộ ai cần lóng máu còn lịch nơi không cạn đặt thành cá rồi đặt cô đai không chỉ vật quạt đầm bấy sầm rách nơi từ tu ban nơi sập phèo một cô không chỉ vật cù năng và hói mình mén tại cua sa muối để quan giấy dương khơi kẹt sai chỉ tràn cù chỉ tra nơi không sùng cung rồi bỏ dương thế này nẹt khla nẹt miên ốc nhà rước nẹt khla cứ miên thần nã miên tu nỉ ti đầm nay bon sắc khuô còn nơi tái mình miên sập hẹp một cố còn nơi tái lè lè nía háo qua miên thằng ngày nắng này tàng không bật tê nằng cai bật tê cứ mò ha sẽ thay cổng pu nơi lơ bị phốp lốp lè lè nía đã quát điệp ca chỉ mỗi khi mà phải của bao nhiêu năm mà hay côn bay nè hai điệp ca phải bao nhiêu năm chịu vất à pia bị pia mà phải bao nhiêu năm bàn tay trong mình chắp quạt sầm rách chất lè lè nè chỉ xa thì là nặng chỉ phơi cả bao phôn đồng miền và bao phôn của má nè khơi phò đồng miền nắng ngày nắng đại kỳ trai đồng lè nắng ngày bàn tay mình mén tại quát này mà ha sẽ thay thọ cầm buôn tu nơi bị phô lộ miền biên kết cú rồi bóc Bill Gates, cú rồi bóc Elon Musk, tài cai SpaceX nè, cú rồi bóc tài cai Amazon, hao năng chỉ tràn tiền, nó dừng vậy để thông thông để cục nhiên là nát của Square, nó Bill Gates là nát của Square, Elon Musk là nát của Square, Jeff tài cai Amazon này là nát của Square này, dừng vậy nhưng, bắt đầu vào sân lên không sử dụng bao nhiêu nhưng sử dụng cái khơi ra miền ốc nhà miền ai ở Đam miền mình Tây miền ấy bờ sân chỉ mình mén quạt to có côn chai được bóc quạt miên ca bạch bạch như này có đời xa ấy có mình mén đời xa quạt âm miên lưới ấy bàn tay đời xa thì quạt âm miên sửa phèo một cột đời xa thì quạt âm ban kích tại đó cả ta ni à rầm cả ta khẳng khăn nông côn đồng lấy được bóng mà đúng mà đẹp quạt vô chỉ cù nó cứ vô rưỡng lưới rương bon sắc rương trọc sẵn bắt thông chiêng sụp hẹp một cô chỉ vật cù tước quát khoa khàn quát ạt miền đào phê quát ạt miền mấy giờ quát hơn mấy giờ bờ miền lôi hiền khổ này nó là lời lớn miền lôi hiền khổ này là được Bill Gates cùng bút mà hai giờ thay quát biết tất khoai mà chẳng chẳng lấy quát đào phê lên như thế cứ quát bay chạy cho thẳng bát đấy nà nâng chắc lôi các con miền này quát nào vậy để quát từ hổ nó cứ quát từ rô cặp ta thằng khăn ông cặp ta này à rõm cái ta để côn đồng lãi rứa mua dương hai thao sẽ cái đây sọc to luôn nơi chỉ vật trong cái này quạt từ hồ nè nè chắc ai đây cu được bà con mình ban bắt đầu lại kia từ bên từ máu chắc miền hai thao lại quạt nơi mình to mình chẳng bạn thấy khi ông cứ tha bà sân chuyện gì ông pi Bill Gates rứa mua cờ nè đất tây na đại dương khơi sẽ từ chỉ tu ong tầm khăn lên lưỡi bị phun lô nông của tây cam chiến chúng các không cứ tha ai tha dương ở đằng rừng quạt to luôn này dương ở đằng rừng bất này đôi Bill kể tới giờ đang tham mưu là hai đây chứ nhóm của mình hiện thưa ca bỏ sai ấy khăng chồng cô đường lộ Bill kể để còn đây là thế này phần tay nhỏ vậy để nhóm ai bỏ sai bán thì thà còn miền lưới
miền bon xã miền nắng này phần nào nắng mình bán thui quật ngọc nè mình bán thui quật miền bình bạch đồng bao quạt nào thì cô ở quấy để mình nuôi dưỡng trời ca được không phiêu chiêm mình nuôi á phòng chiêm để phiêu chiêm nuôi dưỡng thời ca sẽ đây sẽ lái dưỡng thời ca sẽ theo một cô dưỡng thời ca sẽ đây sóc mà con đó miền chưa nhóm mình lôi sầm khán phần té thật ta lôi nó phải đo lại cụ dương miền sẽ đây sóc đấy và bờ sân chỉ lôi nó mình bán phải đo lại cụ dương miền sẽ đây sóc đấy chấm cứ bột cô nút nắng tùm lẹ lôi cháo hơi xoa xay từ đâu sẽ cái đây sắp phải ở quấy để bằng pin hơi ở đó bạch đồn rước cả ta này bình lẫn bình nhiên này ở rõm để nhóm dễ chọn dễ lãng nó cứ chùm lại cái năng xong bóng phòng nó nghe bình chà là phải năng bản nắng cứ xong nô thì bì nắng nhóm ai bỏ xài bàn trong phần nắng chẳng chỗ mà đó xong nô thì bấy miền bây giờ mất ở bao nhiêu mà nhé còn ở nhóm thư ca bỏ sái vẹn con chỉ môi nâng ca xong là chất rùm khía dạng mách ở miền và sự tập hiệp ca xong là chất rùm khía dạng mách đồng bây ở miền và sự tập hiệp vì bố ca xong là chất rùm khía vì chỉ cần ta mối đại dương màn lượng là nó cứ nòm ở dương miền phiếp cho xong rong như môi nâng khía nâng chẳng dương miền phiếp cho xong rong môi khía có dương có trơ ca đại không trơ ca cả ta này ca thư ca xong là chất mối rùm khía này ta quật ở dương thu ca bỏ sai ta sầm lại chết luôn như vậy mạch tớp khi miền tật sệt tật thiệp và chẳng khi nhom môn cho môn là khi nhom bỏ sai nơi chầm lại ní khi nhom trăng lượng do cả ta ti đập bún nề thiệp cho sầm rong cả ta để nói về thiệp cho sầm rong ti đập bún để dương ban triêm bỏ sai nơi con sập đà này nắng do máu chảy chai chưa nào bằng cổ được nía hói đại vía miên chấm nấy nơi con ca pẹt con chấm mũi nâng ca sầm lại chật rùm nía ở bán miên và sệt phim nâng ảnh chứng cả ta ti tập buồn đại vừa ở miên phim cho sầm rong lúc cư dương này dây ẩm pi cá ao đầm lại riêng sắt đắp nâng ao đầm lại chụp photo sơn nào bao đại cụ bao dương ti tập buồn á bằng cổ được nía bằng cổ khiêm rùm lật làng bên tí sẵn chấm nói tí đọc buồn đại chia kết ta này phiếp cho sầm rõng cứ riêng sẵn đập nâng aoi nằm lại chấm bố tố sẵn nặng rồi bỏ đáy khu rồi bỏ dường anh ấy có chia chấm nói mùi sầm khăn đấy hai đại viên chia kết ta này ở rõm rồi bỏ dường rồi mùi dường hai ta côn nằm lại rồi bỏ dường đây hà ní vì bẹ con chấm mùi nâng ca sầm bà chất rùm nế hỏi miên phần sân thập hiệp nâng cứ bẹ con chủ muốn nên chủ nói tít đọc buồn khi mà xong thì dễ làm bây mà xa tiết cứ riêng sắp mong con ai chờ xe các bạn ấy nè riêng sắp nâng ao tầm lấy chủ bố tu sắp nạp là bỏ đáy cu rồi bỏ dường vì bố quát có chia mà nung mà nét dưỡng có chia mà nung mà nét quát có miên chủ nét đắng quát có trong cắt ca ao bóng ca sắp xá có miên bọt thì sao và rí ai khiom phía kia khang bờ rò có chọn cắt cá ao rôm cá sắc xa là miền bắc thì sao nông chỉ bật bò dương này và hói à sẽ đây trơ cá nơi khnông cá đài đây trơ cá ao nhé đợt tây đắp dương nắng ao nằm lấy nơi cùng đất được bò dương tha cùng đất được bò dương lo ní cứ mà nu ná có trơ cá nằng đây mà vô nằng này miền đây tha không niêm chiêm mà nu mình nè nồn ná có trong ao kế đắp khuôn ấy đây nồn ná có trong ao kế ao đầm lấy chấm bút tua sơn nặng rứt cùng đất ở bắc khuôn ấy đây mà chẳng đây cu được bao nhiêu quát đôi khi em không thom là dễ tha quát chia nét là tây ấy phần tai dương miền tụi nét tụi nón một nét nói ở phía bắc lịch khách ở phía phía chẳng dương hai thai dương chị đại cú xoa mấy vẹn là gì ở rưỡi môi có đây vào môn bàn tay dương nạn ở đây háo dương chia mình nuôi mình nét chẳng quát cò trơ cá trong ở dương đắp bị quát trong ở dương ao đồng lấy thì tôi sẽ nạn rồi bỏ quát đối dương trơ cá trong ai quát sẽ đắp bị dương hơi nâng ao đồng lấy nơi cùng đất là bỏ dương này hơi ở ca tiêm tia nữa này đại tay anh tay ba tổng kích nơi con ông tổng nẹ tổng nón mình tha đây của con này đại cu ở chi và cam trong ca nghe có tay anh tay ba qua đây bị rồi mình miên rồi ná
ឲ្យតម្លៃនរណាចំពោះទស្សនៈជួនកាលទៅការដឹកនាំរបស់គាត់លក្ខណៈមួយផ្ដាច់ការអត្តណោម័តមិនស្ដាប់យោបល់របស់អ្នកដទៃអាចឈានទៅដល់ការប៉ះពាល់ប្រេះស្ដាំនៅក្នុងតំណែងតំណងអាជីវកម្មរបស់គាត់ដៃគូអាជីវកម្មរបស់គាត់នឹងឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនមែនតែរឿងតំណែងតំណងខាងក្រៅការរកស៊ីខាងក្រៅតំណែងតំណងខាងក្រៅក៏វាប៉ះពាល់ដែរប៉ុន្តែយើងនិយាយថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីតំណែងតំណងជីវិតគូអញ្ចឹងជីវិតគូក៏គាត់ត្រូវការការឲ្យយើងស្ដាប់ពីគាត់ដែរនឹងឲ្យតម្លៃចំពោះទស្សនៈរបស់គាត់ដែរហើយយើងក៏យើងត្រូវការឲ្យគាត់ស្ដាប់ពីយើងនឹងឲ្យតម្លៃទស្សនៈរបស់យើងដែរមិនមែនយើងមិនមែនគ្រប់យ៉ាងគាត់ត្រូវគ្រប់យ៉ាងមិនមែនគ្រប់យ៉ាងគ្រប់ពេលយើងខុសគ្រប់ពេលឬមួយក៏មិនមែនគ្រប់ពេលគឺយើងដឹងតែត្រូវដឹងតែថាយើងជាប្រុសជាប្តីជាមេគ្រួសារជាអ្នកហោលុយដឹងតែថាគំនិតរបស់យើងសិតតែល្អអូនឯងមិនចាំបាច់ខ្វល់គុំខ្វល់គុំអីលើទុកលើបងជាអ្នកសម្ដែងមិនចឹងទេហើយបើសិនជាដៃគូរបស់បងប្អូនអ្នកគ្នាឬអ្នកដទៃរស់នៅក្នុងលក្ខណៈមួយមិនស្ដាប់គ្នានឹងឯងគឺអាហ្នឹងដែលយើងហៅថាមិនចោះសម្រងដែលវានាំឲ្យមានភាពមិនចោះសម្រងបាទមានភាពមិនចោះសម្រងពីព្រោះខ្ញុំអង្គុយនៅក្នុងខ្ញុំអង្គុយនៅទីតាំងនេះខ្ញុំមើលទៅឃើញមកជ្រុងខាងនេះបើសិនជាគាត់អង្គុយនៅជ្រុងខាងនេះគាត់មើលមកឃើញមកជ្រុងខាងនេះអញ្ចឹងការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំបកស្រាយនៅអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញពីជ្រុងខាងនេះទៅជ្រុងខាងនោះការបកស្រាយរបស់គាត់នៅអ្វីដែលគាត់អង្គុយខាងនេះមើលឃើញមកជ្រុងខាងនេះហើយបើសិនជាខ្ញុំយកតែអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញមកជ្រុងខាងនេះយកមកធ្វើការសម្រេចថាខ្ញុំត្រូវក៏អត់ត្រូវដែរពីព្រោះមានន័យថាបងប្អូនមិនយល់អំពីគោលការណ៍នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទេហើយបងប្អូនទាំងនេះក៏មិនមានភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយមិនដឹងអំពីអាកលិះនៃអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងដែរបាទហើយបើសិនណាជាគាត់អង្គុយខាងនេះគាត់សម្រេចអ្វីដែលគាត់មើលឃើញនៅមួយជ្រុងខាងនេះថាត្រូវក៏យើងមិនអាចទទួលយកបានដែរអញ្ចឹងការដែលយើងចេះស្ដាប់គាត់ស្ដាប់នៅយោបល់របស់គាត់ទស្សនៈរបស់គាត់ការដែលគាត់ចេះស្ដាប់នៅយោបល់និងទស្សនៈរបស់ខ្ញុំពេលដែលយើងចេះស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកនិងឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកហើយអានឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងមានភាពចុះសម្រងអានឹងឯងដែលនាំឲ្យយើងធ្វើការឈានទៅដល់ការធ្វើការសម្រេចចិត្តអ្វីមួយរួមគ្នាមានប្រសិទ្ធភាពនឹងឯងដែលវាជាចម្លើយសម្រាប់ប្រិយមិត្តរបស់យើងនឹងឯងបាទបើសិនជាខ្ញុំមិនស្ដាប់គាត់ទេខ្ញុំធ្វើការសម្រេចចិត្តម្នាក់ឯងមានន័យថាខ្ញុំត្រួតត្រាគាត់មានន័យថាខ្ញុំត្រួតត្រាគាត់ខ្ញុំផ្ដាច់ការខ្ញុំអត្តណោម័តហើយអាហ្នឹងជាទូទៅមិនថានៅក្នុងជីវិតគ្រួសារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងតំណែងតំណងអាជីវកម្មខាងក្រៅឬការដឹកនាំរបស់យើងក៏មិនប្រសិទ្ធភាពពីព្រោះយើងមិនយកមិនស្ដាប់ទស្សនៈរបស់អ្នកដទៃហ្នឹងណាបងប្អូនអរគុណនឹងចំណុចក្រោយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងការរស់នៅមួយដែលយើងត្រួតត្រាភាសាអង់គ្លេសថាយើង dominant ណាយើងអត់ស្ដាប់គាត់ឬគាត់អត់ស្ដាប់យើងអាហ្នឹងឯងដែលប៉ះពាល់អាហ្នឹងឯងដែលប៉ះពាល់អានឹងឯងដែលនាំឲ្យមិនមានភាពចោះសំណងជាមួយគ្នានឹងឯងបាទអញ្ចឹងគឺចំណុចទី14ណាបងប្អូនអរគុណចំណុចទី14ឬកតាទី14ហ្នឹងសូមបងប្អូនកត់ផងបើថាមិនទាន់កត់ទេសូមកត់ផងថារៀនស្ដាប់និងឲ្យតម្លៃចំពោះទស្សនៈរបស់ដៃគូរបស់យើងនេះជាកតាដែលនាំឲ្យមានភាពចោះសំណងហើយនេះជាកតាដែលនាំឲ្យមានការសម្រេចចិត្តរួមគ្នាមួយហើយការសម្រេចចិត្តរួមគ្នានេះមិនចាំបាច់ថាត្រូវតែជាការសម្រេចចិត្តដែលត្រឹមត្រូវគ្រប់ពេលអត់ទេជួនកាលជាការសម្រេចចិត្តមួយដែលមិនត្រូវក៏ថាបានដែរប៉ុន្តែយើងមិនខ្វែងគំនិតគ្នាហើយក៏មិនធ្លាក់ទៅក្នុងកន្លែងមួយដែលថានរណាខុសនរណាត្រូវដែរព្រោះគឺយើងរួមគ្នាសម្រេចចិត្តរួមគ្នាទទួលយកនូវលទ្ធផលនៃការឡើងឬផលវិបាកនៃការឡើងមកនឹងដោះស្រាយបញ្ហារួមគ្នាដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណុចដែលយើងបានបកស្រាយយ៉ាងពេលកន្លងមកបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចទី14បាទកត្តាដែលនាំឲ្យមានភាពចុះសម្រងទី15ដែលនាំឲ្យមានភាពចុះសម្រងគឺមាន4ពាក្យឬ4ឃ្លាដែលបងប្អូនត្រូវមានទម្លាប់និយាយជាប្រចាំនៅក្នុងជីវិតគូរបស់យើងបាទអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនត្រូវកត់បងប្អូនកត់ថាពាក្យ4ឃ្លាដែលយើងត្រូវមានទម្លាប់និយាយជាប្រចាំនៅក្នុងជីវិតគូ
ដើម្បីឲ្យមានភាពចុះសម្រងដែលវាអាចនាំឲ្យមានភាពចុះសម្រងហ្នឹងពាក្យ4ឃ្លាបាទ4ឃ្លាបងប្អូនត្រូវមានទម្លាប់និយាយតែម្ដងទោះបីបងប្អូនមិនធ្លាប់និយាយពីមុនមកបងប្អូនត្រូវទម្លាប់និយាយ4ឃ្លាហ្នឹងដែលយើងនឹងចែកចាយតែបើសិនជាបងប្អូនមានទម្លាប់និយាយពីមុនមកហើយបងប្អូនត្រូវតែបន្តនិយាយតទៅទៀតមិនអាចថានិយាយមក5ឆ្នាំហើយឥឡូវលែងចង់និយាយអត់ទេគឺត្រូវតែបន្តនិយាយឲ្យជាប់ជាប្រចាំនៅក្នុងជីវិតគូប្រចាំថ្ងៃ